Có một bạn đặt câu hỏi với thầy là trong lúc bọn con học về lũy thừa ở lớp 6 ấy thì không biết là làm sao để mà viết một số về lũy thừa cho nó nhanh. Và hỏi thầy rằng là có cái mẹo nào không? Thì thầy với kinh nghiệm của mình thì xin trả lời là gì? Để mà tính toán cũng như là phân tích hoặc là viết một số về dạng lũy thừa để mà nhanh được ấy với các con lớp 6. Cái cách đầu tiên ấy đó là làm nhiều bài tập. Làm nhiều bài tập. Làm nhiều lên thì nó thành thạo và nó nhanh thôi. Làm ít thì nó không nhanh. Làm ít thì nó kỹ năng nó chậm, nó kém, ít va vấp, không nhớ thì nó chậm. Thế và thứ hai ấy, để cải thiện cho các bạn lớp 4, lớp 5 rồi sau này lên lớp 6 mà làm phần này nó nhanh, thì hồi bé lớp 3, lớp 2, lớp 4 chúng ta phải chăm tính nhẩm. Chăm tính nhẩm. Và chịu khó học nhiều lên một chút. Học nhiều ở đây không có nghĩa là học suốt ngày suốt đêm hay là học cho đầu to mắt cận hay là học áp lực đâu. Học nhiều là học chơi chơi vui vui thôi cũng được. Đố nhau vài câu tính rồi bố mẹ cũng hỏi vài câu tính trong lúc đi chơi, lúc nói chuyện, lúc ăn cơm, thì đấy cũng gọi là học nhiều rồi nhá. Và cái điều quan trọng mà thầy vẫn khuyên các bạn lớp 2, 3, 4 đó là phải gì? Thuộc bảng cửu chương một cách lau lau. Phải vô cùng là thuộc. Thì lên lớp 6 bọn con làm về tính toán, phân tích, rồi lũy thừa, rồi số mũ, cộng trừ nhân chia nó rất là thành thạo và còn thậm chí còn nhanh hơn cả máy tính. Một số bạn thì sẽ lại nói với thầy rằng là thế bọn con bấm máy thì sao? Thì không sao cả, nếu như thầy cô bọn con cho phép bấm máy thì bọn con cứ bấm máy thôi. Nhưng thầy cũng khẳng định thêm là gì? Nếu một bạn có tư duy về toán và kỹ năng tính nhẩm, mà phân tích, rồi so sánh, rồi nháp trong đầu mà nó rất là tốt ấy, thì việc bấm máy nó cũng nhanh. Và kết hợp với bấm máy thì nó càng nhanh hơn. Còn một người mà đã tính chậm ấy, không thuộc bảng cửu chương ấy, hoặc là làm ít bài tập ấy, hồi bé không chịu tính, không chịu nhẩm, không chịu học, thì đến lúc bấm máy nó cũng chậm cơ. Mà còn không biết bấm thế nào cho nó ra kết quả. Có khi còn bấm sai.